Hello mọi người, anh em mình lại gặp nhau. Thì trong cái video ngày hôm nay, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn hai con yo-yo đến từ hãng Dunkin mà tôi đang sở hữu. Và cũng có rất nhiều bạn có hỏi tôi là anh có sở hữu con yo-yo của hãng Dunkin nào không. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tới tất cả các bạn hai con yo-yo tôi đang sở hữu của hãng yo-yo Dunkin nha. Đó là hai con này. Đây. Thì đầu tiên là con này tôi quên mất tên này tất cả các bạn. Cũng là đến từ hãng Dunkin luôn nè. Đó, nhưng mà con này tôi không nhớ tên. Thì con thứ hai là con này tôi có một cái clip mà tôi săn yo-yo Dunkin á, thì tôi có tìm được con này, đó con Sweet. Đây, cũng là của yo-yo Dunkin. Thì hai con yo-yo này là hai loại khác nhau với tất cả các bạn. Đây là con yo-yo, cái con yo-yo màu xanh lá cây này là con yo-yo nhảy nè. Con yo-yo mà màu tím này là con không nhảy. Thì bây giờ mình sẽ cho tất cả các bạn xem chi tiết về cái độ màu sắc của hai con này nha. Ok, thì giờ mình sẽ trải nghiệm hai con này cho tất cả các bạn xem nha. Thì mình sẽ chơi cái con yo-yo nhảy gì trước và sau đó là đến cái con này. Ok, trước. Rồi, tiếp theo sẽ đến con yo-yo Sweet nha các bạn. Đây là yo-yo không nhảy. Rồi, và tất cả các bạn thấy sao về con yo-yo, hai con yo-yo Dunkin mình đang sở hữu nè. Thì đây là con yo-yo nhảy và con yo-yo không nhảy. Đó, thì hai cái con này đều có cái cảm giác chơi khác nhau và nó mang cái những cái hiệu ứng riêng của nó nữa. Đó, thì mình cả hai con mình đều rất là thích luôn. Và tất cả các bạn thấy sao hãy cho mình biết dưới phần comment nha. Mà hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video yo-yo tiếp theo. See ya.